Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em tới cái bài 73 đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em bắt đầu từ bài 74 các em nhé. Chúng ta đi sang bài 74, rút gọn một cái biểu thức rất là dài và cũng khá là khó các em nhé. Ok. Thì đối với cái dạng này á, thì chúng ta để ý này, cái căn bậc ở dưới mẫu này, em thấy căn 21 trừ căn 22 không? 2, 3, 3, 4, 4, 5, em thấy nè. Thì đối với này á, chúng ta sẽ làm gì nào? Ta sẽ bằng cách nhân trục căn thức ở mẫu. Ở đây cộng thì chúng ta sẽ nhân ở trên đây là gì? Trừ thì đây chúng ta sẽ nhân là cộng, đây nhân cộng để ra hằng thức số 3. Nó có dạng là gì? A mũ 2 trừ B mũ 2. Các em hiểu nè. Như vậy ở đây là ví dụ như đối với cái biểu thức đầu tiên thì ở đây là căn bậc 2 của 1 trừ căn bậc 2 của 2 thì chúng ta phải nhân cho cộng. Cộng nghĩa là gì? Nghĩa là căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 2 nhân với tử và mẫu với cái biểu thức đó. Các em hiểu chưa nào? Ok. Ta sẽ làm trình tự các bước như vậy nha các em nha. Cái đề bài thì thầy sẽ không viết lại mà thầy sẽ làm bước đầu tiên. Được chưa? Nó khá là dài nên viết hơi mỏi các em ạ. Như vậy thì nhân cả tử và mẫu ở đây cho căn bậc 2, thầy nói căn bậc 2 của 1 cộng căn 2 của 2, được nào? Ở dưới đây sẽ là căn bậc 2 của 1 trừ căn 2 của 2 nhân cho căn 2 của 1 cộng căn 2 của 2. Các em có hiểu không nào? Tại vì ở đây là nhân cho 1 này đó, hiểu chưa? Trừ 1 nhân ở đây cho căn bậc 2 của mấy em? Căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3. Ở đây sẽ là căn bậc 2 của 2 trừ căn bậc 2 của 3 nhân căn bậc 2 của 2 cộng căn bậc 2 của 3. Cứ thế mà các em viết ra, có được không nào? Cộng tới giai đoạn này thầy không cần nói nữa, mà chúng ta đã tự biết nó làm và viết ra như thế nào rồi đúng không nào? Wow, hơi bị căng ạ. Được chưa các em? Tương tự nha. Cộng 1 nhân ở đây căn 2 của 5 trừ tiếp tục còn hai cái cuối kia. Wow, mỏi hè. Giống là đang bị rồng bị phượng các em, cho nó lặp đi lặp lại nên là nó cảm thấy hơi bị nhàm chán đúng không em? Đó, bắt đầu mắt chữ O mồm chữ O rồi đấy. Rồi, xong bước đầu tiên ạ. Bước thứ hai này, chắc thầy sẽ làm nhanh gọn một xíu nha. Bước đây, ở đây thầy bỏ ra này, căn bậc 2 của 1 cộng căn bậc 2 của 2. 2 đây, trở thành hằng thức số 3. Thầy sẽ phân tích cái này một xíu nha, ở ngoài một tờ giấy khác nha. Các em hình dung như thế này, thầy sẽ phân tích cái này ra một cái tờ giấy khác để các em hiểu nha. Căn bậc 2 của 1 trừ căn bậc 2 của 2. Tại vì nó dài quá mà làm mà nếu mà ghi lại tất cả thì nó rất là dài nên thầy sẽ làm riêng ở đây. Thì nó sẽ bằng căn 2 của 1 mũ 2 trừ căn 2 mũ 2 như thế này. Các em có hiểu nào? Như vậy ở đây nó sẽ bằng 1 trừ cho 2. Tương tự như vậy thì ở đây là bằng 2 trừ 3, ở đây là bằng 3 trừ 4, ở đây là 4 trừ 5, ở đây 5 trừ 6, ở đây 6 trừ 7. Các em có hiểu chưa nào? Hiểu ý thầy nói chưa? Nghe thầy sẽ bỏ qua một bước nó như vậy nha. Rồi, ok.
Rồi ở đây thầy sẽ ghi nó trở thành là 1 trừ 2. Nghĩa là ở đây thầy đang áp dụng hàng đẳng thức số 3 nha các em, số 3 nha. Trừ ở đây căn 2 cộng 2 cộng căn 2 cộng 3. Có được không nào? Ở đây chúng ta trở thành là 2 trừ 3 này. Cộng cho căn 2 của 3 cộng căn 2 của 4. Ở đây 3 trừ 4 này. Được chưa nào? Tiếp tục. Trừ căn 2 của 5 cộng căn 2 của 6. Ở đây 5 trừ 6 này. Ha? Ha các em? Và coi thử nào. Ở đây trừ đúng rồi. Ở đây cộng. Tới chỗ nào rồi nhỉ? Ở đây 4, 5 rồi chứ. Thiếu thiếu mất cái này hả? 4 ở đây 5. Chứng tỏ ở đây 4, 5 này. Ở đây cộng này. Cứ xem kỹ em. Căn 2 của 5 cộng căn 2 của 6. Ở đây cũng nghĩa là 5 trừ 6 này. Tới trừ này. Cái đúng chưa nào? Tới 6, 7 đúng không nào? Căn 2 của 6 cộng căn 2 của 7. Đây 6 trừ 7 này. Đây tiếp tục cộng 7, 8 đúng không? Căn 2 của 7 cộng căn 2 của 8. 7 trừ 8 trừ cái gì? Căn 2 của 8 cộng căn 2 của 9 trên căn 2 8 trừ cho 9. Đó là xong cái bước thứ hai. Bây giờ các em thấy này, chúng ta ở đây các em để ý này, ở tự các em ghi lại đây, căn 2 của 1 cộng căn 2 của 2, tất cả các mẫu này đều bằng trừ 1 hết nha. Tại vì 1 trừ 2 bằng trừ 1, 2 trừ 3 bằng trừ 1 ha. Nhưng mà nên trừ 1 nè. Các em hiểu nè. Đó. Em thấy nè. Tiếp tục. Chuột cái bài chán thật. Cho gì mà dài kinh. Đó, được chưa? Bước tiếp theo. Bây giờ tất cả nó đều là cái mẫu chung là trừ 1, nên là chúng ta sẽ viết lại căn 2 của 1 cộng căn 2 của 2. Nhìn nè, nhìn chỗ đây giùm thầy nè. Trừ đúng không? Thấy trừ đây không? Trừ. Đáng lẽ phải đóng mở ngoặc, nhưng mà bây giờ bỏ dấu luôn nha. Nếu đóng mở ngoặc nữa thì làm lâu lắm nha. Trừ căn 2 2, trừ với cộng này. Trừ cộng thành trừ ở đây nha. Chứ không ngay chỗ đấy không biết cách xử lý về dấu thì sai á. Cộng này. Trừ này, thấy không? Trừ thì ở đây trừ luôn nha. Ở đây cộng ghi lại. Đây trừ nè. Ở đây cộng nè. Ở đây trừ nè. Ở đây tất cả trên âm 1 nha. Ở đây được chưa nào? Như vậy kết quả ở đây này, các em thấy nó triệt tiêu này, hai này triệt tiêu này, hai này triệt tiêu. Cứ triệt tiêu như vậy, nó chỉ còn lại căn mặt 2 của 1 trừ căn 2 của 9. Trên cho âm 1. Căn 2 của 1 bằng 1, căn 2 của 9 nó bằng 3 trên âm 1. Đây bằng âm 2 trên cho âm 1 thì bằng, kết quả ở đây là bằng bằng 2. Đó, cái bài này là bằng 2 nha các em. Wow, thầy sẽ quay các em từng bước các em xem nha. Đấy là thầy đã lược bỏ gọi là 1 đến 2 bước rồi các em. Chứ nếu mà làm tỉ mỉ ra nữa thì thôi á, dài lạy luôn á. Bước thứ nhất. Bước thứ hai. Các em ghi chép gì đó thì chúng ta bấm dừng lại nha. Bước thứ ba các em. Bước thứ ba, bước thứ tư luôn á. Dễ đúng không? Điều nó ghi nó lâu cho thực chất thì nó không khó. Đúng chưa? Rồi chúng ta đi sang bài 75 nha. Ok.
ta đi sang bài 75 nha. Rồi chúng ta đi sang bài 75 nha. Rút gọn các biểu thức. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Câu A. X căn 2 của x trừ y căn 2 của y. Trên đây là căn 2 của x trừ căn 2 của y. Cái điều kiện của chúng ta thì ở đây với điều kiện x lớn bằng 0, y lớn bằng 0 và x khác y nha. Như vậy sau khi có điều kiện rồi thì đối với cái bài này chúng ta phải làm như thế nào nè? Đối với bài này chúng ta sẽ đưa x chúng thầy vào trong căn 2 này, y vào trong căn 2 này để trở thành là ở đây là x mũ 3, đây y mũ 3. Và các em sẽ áp dụng thầy hàng đẳng thức số 7 nha. Đó. Các em hiểu nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, bằng này. Chúng ta cho x vào bên trong. Đây, x vào đây thì nó được bình phương lên này. Trừ y. Thầy nói y bây giờ cho vô trong luôn. Nó y nhân cho y mũ 3. Đó nè. Ở đây trên cho gì? Căn 2 của x trừ căn 2 của y. Được chưa? Đó. Mũ 2 chứ. Rồi. Sẽ bằng tiếp. Như vậy căn 2 của x nhân x mũ 2 là trở thành x mũ 3 trừ cho căn 2 của y nhân y mũ 2 trở thành là y mũ 3 trên căn 2 của x trừ căn 2 của y. Đó. Như vậy thì ở đây các em thấy nó có dạng là hàng thức số mấy các em? Hàng đẳng thức số 3. Có đúng chưa nào? Đó, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa về giùm thầy. Nó hàng bữa nay thầy bị sao nhỉ? Do như con ru thì mấy con làm thì mất tập trung ghê luôn. Hàng đẳng thức số 7 nó có dạng a mũ 3 trừ cho b mũ 3 thì chúng ta đưa về là a trừ b nhân cho a mũ 2 cộng cho ab và cộng cho b mũ 2. Như vậy thì ở đây thầy có nè. Ra được căn bằng 2 của x trừ căn 2 của y. Tự nhiên một thoáng của thầy mất tập trung nha. Căn bằng 2 của x tất cả mũ 2 ở đây. Thầy sao nhỉ? Nhân ở đây căn bằng 2 của x nhân y cộng căn 2 của y tất cả mũ 2 một vuông ở đây này. Rồi. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có rút gọn hai này thu gọn này. Như vậy thì nó sẽ bằng là mũ 2 vi căn. Mũ 2 vi căn thì chúng ta bỏ ra, chúng ta không bỏ vào trong cái việc đối. Chúng ta có thể rồi, nếu như mà các em muốn thì các em bỏ như này cũng được này. Nhưng mà chúng ta dựa vào cái điều kiện của chúng ta. Vì điều kiện ta đây x lớn bằng 0, y lớn bằng 0 thì giá trị đối này người ta bỏ ra. Ta có x cộng căn 2 của x y cộng cho y, ở đây là với x lớn hơn bằng 0 và y lớn bằng 0. Các em hiểu nào? Với lại là ở đây là x khác y. Ok. Rồi xong. Các em thông cảm thôi nha. Tự nhiên thầy quay vào cái buổi trưa, nắng mà nó vừa nóng mà nó vừa mệt, rùi với cái con bọ, tự nhiên cái bu bô bô, tự nhiên làm thầy mất tập trung ghê luôn. Ok. Chúng ta đi sang câu B nha. Nó lại nhắc lại đây là hàng thức số 7 nha. Rồi. Rồi chúng ta có bài 75B các em. Ta có x trừ căn 2 của 3x cộng 3 trên x cộng cho 3 3. Cái điều kiện của ta là với x lớn bằng 0. Đối với cái bài này chúng ta sẽ làm như sau các em. Đối với cái bài này thì ở trên tử các em có thể nhóm và biến đổi được cái gì không em? À không các em nha. Mà đối với cái bài này chúng ta nên xử lý ở mẫu. Chúng ta đưa x nó vào trong này, 3 chúng ta đưa vào trong này và nó sẽ xuất hiện hàng thức số 6 các em nha. Hàng thức số 6. Như vậy thì ở đây trên tử các em cứ ghi lại đó. Chúng ta đưa vào. Khi đưa vào thì bình phương đây. Được chưa? Bằng tiếp. Rồi. Bằng tiếp thì ở đây nó có là căn 2 của x mũ 3
ở đây cái ông 2 của 3 mũ 3 thì chúng ta đừng khai triển ra bằng 27 nhé. Và ghi như này để chúng ta vận dụng hàng định thức số 6 cho anh em nha. Nó có dạng là A mũ 3 cộng B mũ 3 đấy sẽ bằng tiếp x trừ căn 2 của 3 x cộng 3, ở đây là trở thành là căn 2 của x cộng căn 2 của 3 nhân này căn 2 của x tất cả mũ 2 đó nè, cộng cho gì căn 2 của 3 x này. Và đây ở đây cộng thì ở bên trong đây là trừ này, theo đúng hàng thức các em ha. Cộng căn 2 của 3 tất cả mũ 2 này đó, bằng tiếp các em x trừ căn 2 của 3 x cộng 3, ở đây là căn 2 của x cộng căn 2 của 3 nhân cho ở đây là mũ 2 với căn bỏ trong giá trị tuyệt đối này, trừ căn 2 của 3 x này cộng mũ 2 đây là 3 này, tại vì số 3 là số dương rồi. Ở đây cái điều kiện ta x nó lớn hơn bằng 0, nhưng mà x trừ căn 2 của 3 x cộng 3 chúng ta bỏ ra, ta bỏ ra ha nào, ở đây là với x lớn bằng 0 thì giá trị đó này bỏ ra thì chúng ta không thêm cho trường trước, sau đó chúng ta tiến hành thu gọn giữa anh này và anh này, các em thấy giống nhau đúng không nào? Như vậy trên tử nó sẽ còn lại một cái mẫu, còn lại là căn 2 của x cộng căn 2 của 3 đó, các em hiểu chưa? Ok, đây các em 75B. Ngay đây dấu trừ cho em nha. Quan điểm dạy của thầy thì có sao thầy úp dạy đúng, nhiều lúc thầy nhầm mắt với mũi sao không biết mà cứ miệng thì nó một đằng mà tay thì ghi một nẻo gọi là bút xe gà chết. Ok, ok, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang một bài nữa trong clip hôm nay, đó chính là bài 76 các em nhé. Rồi chúng ta có bài 76 em, 76A. Cái đề bài của chúng ta đây là trục căn thức ở mẫu. Trục căn thức ở mẫu thì chúng ta cũng đã nắm được các cái công thức và các kỹ năng để trục căn thức ở mẫu rồi đúng không nào? Thông thường ta sử dụng hàng thức số 3 các em nhé. Như vậy ở đây nó có 1 trên căn 2 của 3 cộng căn 2 của 2 cộng 1. Thì để như này chúng ta rất là khó nhìn để nhân bao nhiêu để cho ra hàng thức số 3 đúng không nào? Và ở đây chúng ta ở dưới mẫu này, các em sẽ nhóm căn 2 của 2 với 1 đây trở thành một nhóm, của căn 2 của 3 trở thành một nhóm nhé. Như này 2 đây trở thành một nhóm này em. Như vậy thì ở đây là cộng thì thầy sẽ nhân với trừ, cộng thì thầy sẽ nhân với trừ, các em hiểu nè. Thầy nói như vậy thì chắc có lẽ các em hiểu đúng không nè. Nghe thầy sẽ 1 nhân cho ở đây là căn 2 của 3 không? Là trừ căn 2 của 2 cộng cho 1 đó, được chưa nào? Như vậy thì ở dưới mẫu thầy nhân đúng cái này ha, để trở thành hàng thức số 3, các em hiểu không? Được chưa? Này cộng thì thầy nhân trừ này, vậy thôi. Bằng tiếp ở trên tử thì cứ để đó. Còn ở dưới mẫu thì sao em? Dưới mẫu thì nó trở thành là căn bậc 2 của 3 tất cả mũ 2 trừ căn bậc 2 của 2 cộng 1 tất cả mũ 2. Nó có dạng là A mũ 2 trừ B mũ 2 này. Thấy chưa nào? Đó. Các em có hiểu không nào? Ok. Rồi, tiếp tục bằng này. Như vậy thì ở trên tử bây giờ thầy bỏ ngoặc ra luôn nha. Căn bậc 2 của 3 trừ căn 2 của 2 trừ 1. Ở dưới mẫu thì gì? Mũ 2 với căn đây, tại vì số 3 là số dương nên thì bỏ ra. Có được không nào? Còn đối với cái anh này thì nó chính là hàng thức số mấy em? Hàng thức số 1 ha, vô trừ để đó đi. Nó trở thành là A cộng B tất cả mũ 2 thì chúng ta có là A mũ 2 thì trở thành là số 2 này.
cộng 2AB nghĩa là 220 cộng 2 này cộng cho 1. Có đúng chưa? Các em hiểu cái cách khai triển này đúng không nào? Đó. Ok. Được nè. Rồi tiếp tục em. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ có nè. Căn 2 cụ 3 trừ căn 2 cụ 2 trừ 1 của đề đó. Bây giờ chúng ta dấu trừ đằng trước dấu ngoặc chúng ta bỏ ra. Trừ này, 2 này, trừ 2 căn 2 cụ 2 này, trừ 1 này bằng này, căn 2 cụ 3 này trừ căn 2 cụ 2 trừ 1. 3 trừ cho 2 trừ cho 1 bằng 0. Chứng tỏ ở dưới mẫu chúng ta là còn 2 căn 2 cụ 2. Các em hiểu nè. Sau đó chúng ta tiếp tục trục căn thức ở mẫu một lần nữa. Trục căn thức ở mẫu một lần nữa các em nhé. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái gì các em? Sau đó chúng ta nhân với cả tử và mẫu với căn 2 cụ 2 nữa để trục cái căn thức. Đây, nghĩa là dưới mẫu không còn căn nữa đâu nè. Như vậy thì bây giờ thầy sẽ nhân cả tử và mẫu. Ở đây nhân luôn với âm căn 2 cụ 2 đi các em. Để dưới đây cho nó vuông ha. Nghĩa là âm căn 2 cụ 2. Ở đây chúng ta sẽ nhân ở đây âm căn 2 cụ 2. Mục đích thầy nhân âm để cho ở dưới mẫu này nó vuông. Các em rõ không nè? Như vậy thì ở đây chúng ta nhân vô này. Như vậy thì âm căn 2 của 2 nhân đây trở thành âm căn 2 của 6 này. Âm với âm này, âm âm thì ra vuông cộng này. Là nhiêu em? Căn 2 của 2 nhân căn 2 của 2 căn 2 của 4 thì là bằng 2. Âm âm này cũng là cộng căn 2 của 2 này. Âm nhân âm này ra vuông trở thành là 2 nhân cho 2. Ha? Bây giờ chúng ta viết trở thành là 2 cộng căn 2 của 2 trừ căn 2 của 6 trong đây đi cho nó dễ nhìn. Trên 4. Rồi. Đó chính là kết quả cuối cùng của cái bài này em. Đây. Bài này chúng ta có cách làm như vậy để chúng ta trục căn thức ở mẫu ở dưới mẫu không còn căn nữa em. Ok. Trong quá trình học mà các em thấy cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ đăng ký vào cái biểu mẫu vào cái khóa học lớp 9 rất là nhiều em nhé. Toán hóa sinh đều có hết nha các em nha. Rồi, ok, chúng ta đi sang câu B các em nhé, 76B. Ok, được chưa nào? Sau khi chúng ta hiểu được ở câu A rồi thì thầy nghĩ câu B nó rất là dễ. Nghĩa là cách làm tương tự chúng ta chỉ nhóm thôi nha. Như vậy câu B này, 76B, ta có 1 trên căn 2 của 5 trừ căn 2 của 3 cộng 2. Có đúng không nào? Thì đối với câu B này chúng ta cũng sẽ nhóm 1 trên căn 2 của 5. Như vậy ở đây các em thấy dấu trừ không nào? Các em thấy dấu trừ đúng không? Đặc biệt bước đầu tiên chúng ta phải biết cách xử lý chứ không biết cách xử lý là nó sai nha. Nếu như chúng ta đặt dấu trừ bên ngoài ta mở ngoặc ra thì đây là căn 2 của 3. Thì cái dấu cộng này này, cái dấu cộng này chúng ta phải đổi dấu ở bên trong này thành dấu trừ nha. Chứ các em mà để dấu cộng là các em sai đấy. Thầy chỉ sợ em bị sai chỗ đó. Nghĩa là chúng ta bị mất cái cơ bản ở đó đấy. Các em hiểu không? Nếu như ở đây mà thầy đặt dấu cộng á thì cái chỗ này á nó phải là cái dấu trừ, cái dấu trừ căn 2 của 3 này vào đây và cái cộng 2 này giữ nguyên. Nhưng khi thầy đặt dấu trừ đằng trước dấu ngoặc thì bên trong này sẽ đổi dấu ở hai cái này anh này. Nhưng mà đây trừ thì thành cộng này, đây cộng thì thành trừ này. Đó, đấy là bước đầu tiên. Bước này phải đúng cái đã. Được chưa? Cái bước tiếp theo ở đây trừ, ở đây trừ thầy sẽ nhân cho cộng. Thầy nói như vậy là các em đã đủ hiểu đúng không nào? Như vậy chúng ta có 1 nhân cho căn 2 của 5 cộng căn 2 của 3 trừ 2. Đóng ngoặc ngoặc ở đây. Được chưa nào? Dưới này căn 2 của 5 trừ căn 2 của 3 trừ 2. Ở đây nhân nhớ căn 2 của 5 cộng căn 2 của 3 trừ 2. Đó. Ok. Bằng tiếp. Ở đây chúng ta bỏ ra căn 2 của 5 cộng căn 2 của 3 trừ 2 cứ để đó. Ở đây là hàng thức số 3 nên chúng ta đưa về trở thành căn 2 của 5 tất cả mũ 2 trừ căn 2 của 3 trừ 2 tất cả mũ 2. Được chưa nào? Bằng tiếp các em. Ở đây là dấu cộng nên thầy bỏ ngoặc ra nha. Trở thành căn 2 của 5 cộng căn 2 của 3 trừ 2.
ở đây mũ 2 vì căn đây thì trở thành là 5 trừ, ở đây là hàng đẳng thức số 2, hàng thức số 2 thì thầy viết trở thành là gì? A mũ 2 thì trở thành là 3 trừ cho 2AB, trừ cho 2B, 2 x 2 đây là 4, nghĩa là trở thành là 4 căn 2 của 3. Các em hiểu không? Thầy làm nhanh ở cái khai triển cái anh này trở thành hàng thức số 3 được không? Đây, thầy sẽ làm chậm thêm em chút này. Ở ngoài nháp ở cái bước đầu tiên nha. Nghĩa là ví dụ căn 2 của 3 tất cả. Đây. Đáng này thầy sẽ viết trở thành là trừ là 2AB này. Cộng cho gì? B mũ 2 này. Đó. Ở đây thành 3 này. Trừ 4 căn 2 của 3. Cộng cho 4 này. Đó. Các em hiểu không? Ở đây thầy đang làm ngoài nháp. Được chưa? Đó. Ok. Như vậy thì nó sẽ là cộng cho gì? Cộng cho 4 ở đây. Bằng tiếp. Ở trên tử này thì chắc chắn là vẫn giữ nguyên rồi, chứ không làm gì được. Ta có 5 này. Thầy bỏ ngoặc ra, 5 trừ này. 5 trừ 3. Trừ trừ thành cộng này. Trừ với cộng thành trừ này. Được chưa? Bằng tiếp. Như vậy thì tới đây chúng ta cũng ghi trên tử lại giùm thầy. 5 trừ cho 3. 5 trừ 3 thì bằng 2. 2 trừ 4. 2 trừ 4 thì bằng âm 2. Nghĩa là dưới mẫu này nó sẽ là 4 căn 2 của 3 trừ cho 2. Các em hiểu nào? Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đặt ở dưới mẫu. Chúng ta đặt cái số 2. Bốn mươi hai thì đặt hai ra chung bên trong, còn lại căn hai, hai căn hai của ba trừ cho một. Bây giờ tiếp tục thầy nhân cả tử và mẫu với cái ngoặc này. Ở đây trừ thầy sẽ nhân với cộng. Như vậy ở đây thầy sẽ năm, ở đây căn hai của năm nhé, đối vùng ăn cái này mất rồi. Căn hai của ba trừ hai, thầy sẽ nhân ở đây là với cộng, nghĩa là hai căn hai của ba cộng một ở đây. Được chưa? Đó, như vậy thì bằng tiếp. Bây giờ trên tử này thầy nhân vô để khai triển ra. Như vậy lấy cái này nhân đi nha, lấy cái này nhân cho theo chiều này đây. Lấy căn 2 của 5 nhân đây thì trở thành là 2 nhân cho căn 2 của 15 này. Anh em nhân vào đây trở thành là căn 2 của 5 này. Đây 15 này các em nhá. Tiếp tục lấy này nhân vào đây. Cộng này. Căn 2 của 3 nhân căn 2 của 3 thì bằng 3, nhân với 2 đây nữa là bằng 6 này. Ở đây cộng căn 2 của 3 này. Trừ ở đây là trừ 4 căn 2 của 3 trừ 2. Ở đây chúng ta có 2 nhân chúng ta có là hạng thức số 3. Đó. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng này. Ở đây là 2 căn 2 của 15 để đó, cộng căn 2 của 5 để đó luôn. 6 trừ 2, 6 trừ 2 thì bằng cộng 4 này. Căn 2 của 3, ở đây 1 mà trừ 4 thì trở thành trừ 3 căn 2 của 3. 2 nhân ở đây là gì? Ở đây 4 nhân cho 3 trừ cho 1. Có đúng chưa các em? Như vậy ở đây nó cũng sẽ bằng là 2 căn 2 của 15 cộng căn 2 của 5 cộng 4 trừ 3 căn 2 của 3. Chia cho đây là gì? 2 nhân 4 nhân 3 là bằng 12 trừ đây là nhân cho 11. Đó ra rồi các em. 2 x 2 15. Rồi, ok. Hết làm được gì nữa rồi đấy. Em nhìn giùm thầy một xíu từ trên xuống dưới nhé. Được em. Em có rõ và hiểu không nào? Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì nhớ đăng ký khóa học online nhé. Toán lớp 9 rất là khó các em. Thực sự là như vậy. Chưa nói về toán hình nha. Toán hình thì rất là khó. Rất khó và rất dài.
Rồi, được chưa các em? Các em muốn ghi chép ở đó bấm dừng lại nha. Được chưa? Số này là số 15 nha các em nha. 15. Rồi, tới đây thầy xin tạm dừng. Trong clip tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các em ở bài 77 và thầy up ở trên kênh riêng các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi và luôn luôn đồng hành và tin tưởng kênh thầy Hoa. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nhé. Học thử nhé.